Báo cáo nhấn mạnh tính cả những thương vong xuất phát từ việc uống rượu như lái xe trong tình trạng say xỉn, bạo lực và lạm dụng, bệnh tật. Chết cồn là nguyên nhân của 3,3 triệu trường hợp tử vong mỗi năm trên toàn cầu, và cứ 10 giây trên thế giới có một nạn nhân mất đi cuộc sống do hậu quả của việc uống rượu. WHO đã điều tra tình hình trong năm 2012 tại 193 nước thành viên và chỉ ra rằng nước tiêu thụ nhiều rượu nhất trong năm là Belarus. Trung bình mỗi người dân nước này uống 17,5 lít cồn nguyên chất mỗi năm, đứng thứ hai là Moldova 16,8 lít, thứ ba là Litva 15,4 lít. Điều đáng báo động là tại các nước vốn có mức tiêu thụ truyền thống thấp, ví dụ như Trung Quốc và Ấn Độ, người dân lại đang có xu hướng tăng thói quen uống rượu khi tình hình tài chính của họ được cải thiện. Nhìn chung, mức tiêu thụ đồ uống có cồn cao được ghi nhận tại các khu vực giàu có hơn như châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế đi lên tại các nền kinh tế mới nổi cũng làm tăng mức tiêu thụ rượu tại đây.